Che paura. Toàn dân tin tưởng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về tiếp quản thủ đô. Cái gì này? Cái gì đây nhỉ? Cấm đường này luôn hả? Này là cái chỗ chuẩn bị 10 tháng 10 để giải phóng thủ đô. 10 tháng 10 giải phóng thủ đô. Đội cho nên đi.
cả là trong đấy. Gặp đâu cũng ngủ đấy. Gặp đâu thì đi thuê khách sạn rẻ đó. Là ngủ là nguyên cả cái đấy luôn. Họ tiết kiệm được, họ đi được nhiều nước lắm. Có những người này họ đi được 5-6-70 nước. Cứ đi như này này, cứ hai người này đi cái ba lô, tìm khách sạn rất rẻ ở, xong là thay giặt quần áo luôn, sáng sau lại đi, rất khỏe.